về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với môn học tiếng Việt lớp 2, tập 1, bộ sách Cánh Diều, bài 5, Ngôi nhà thứ 2, tập đọc Cái trống trường em. Các con thân mến, sau chủ đề Em là búp măng non, các con sẽ làm quen với chủ đề Em đi học. Các con hãy quan sát bức tranh. Các con nhìn thấy bức tranh vẽ gì nào? À, trong tranh, chúng mình nhìn thấy hai bạn học sinh đeo cặp sách trên vai, đang hớn hở tới trường. Các con nhìn thấy đường đến trường rất đẹp phải không nào? Đường đến trường có cỏ cây, hoa lá và có cả những chú chim bay. Tất cả như đang chào đón các bạn. Trong tuần này, các con sẽ được học chủ điểm Ngôi nhà thứ hai. Để biết chủ điểm này có gì thú vị thì bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần chia sẻ nhé. Nội dung chia sẻ thứ nhất, em hãy đọc tên bài 5 và đoán ngôi nhà thứ hai là gì? À, bài 5 của chúng ta mang tên Ngôi nhà thứ hai. Theo con hiểu, ngôi nhà thứ hai là gì nào? À đúng rồi, ngôi nhà thứ hai chính là trường học của các bạn học sinh đấy. Nội dung chia sẻ thứ hai, nói những điều em quan sát được trong mỗi bức tranh dưới đây. A. Mỗi bức tranh tả cảnh gì? B. Có những ai trong tranh? Họ đang làm gì? À, các con quan sát lên màn hình. Trên màn hình của cô có 4 bức tranh. Bức tranh 1, bức tranh 2, bức tranh 3 và bức tranh 4. Các con hãy quan sát những bức tranh này và cho cô biết con nhìn thấy mỗi bức tranh tả cảnh gì. Trong tranh có những ai và họ đang làm gì nhé? Trong bức tranh số 1, con nhìn thấy hình ảnh gì nào? À đúng rồi, bức tranh số 1, chúng mình nhìn thấy hình ảnh lớp học. Các bạn học sinh thì hăng hái giơ tay phát biểu ý kiến. Bức tranh số 2, con nhìn thấy hình ảnh gì nào? À, trong bức tranh 2, chúng mình nhìn thấy hình ảnh các bạn nữ đang múa một điệu múa dân tộc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Thế còn ở bức tranh số 3, con nhìn thấy gì nào? À, ở bức tranh số 3, chúng mình nhìn thấy vườn của trường có cây lá rất là xanh tươi. Các bạn học sinh đang bắt sâu, nhổ cỏ. Cô đố các con biết bức tranh thứ 4 vẽ gì nào? À, ở trong bức tranh thứ 4, chúng mình nhìn thấy phòng y tế rất là sạch sẽ. Nhân viên y tế đang khám bệnh cho một bạn học sinh. Các con thấy những bức ảnh này nói lên điều gì nào? À, những bức ảnh này cho chúng ta thấy trong trường có rất nhiều hoạt động. Các bạn học sinh thì hăng say học tập, đến trường được học rất nhiều điều hay. Chính vì thế đi học rất vui, phải không các con? Các con ạ, trường học chính là ngôi nhà thứ hai của chúng mình. Trong ngôi nhà ấy, các con được học tập, dạy dỗ, được yêu thương, chăm sóc. Vậy những điều đó được thể hiện như thế nào? Cô trò chúng mình sẽ cùng tìm hiểu bài ngày hôm nay nhé. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện đọc. Các con thân mến, bài tập đọc ngày hôm nay mà cô trò chúng mình cùng tìm hiểu mang tên Cái trống trường em. Trước khi lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc, thì các con hãy nhìn vào bức tranh và cho cô biết con thấy bức tranh vẽ gì nào. À đúng rồi, trong tranh chúng mình nhìn thấy một bác bảo vệ đang đánh trống báo hiệu giờ vào học đã đến. Các bạn học sinh thì đang bước vào lớp học. Các con ạ,
Trống trường là một vật rất quan trọng ở trong trường, luôn gắn với kỷ niệm về trường học của mỗi học sinh chúng ta. Bài thơ Cái trống trường em viết về tình cảm của một bạn nhỏ với cái trống trường sau mấy tháng hè gặp lại. Dưới cái nhìn của bạn nhỏ, cái trống cũng có hoạt động, tình cảm, cảm xúc buồn vui như con người. Bài học cũng giúp các con nhận biết các từ ngữ chỉ hoạt động, tình cảm, cảm xúc. Bây giờ, các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc Cái trống trường em nhé. Các con hãy lắng nghe cô đọc và đọc thầm theo cô. Cái trống trường em. Cái trống trường em. Mùa hè cũng nghỉ. Suốt 3 tháng liền. Trống nằm ngẫm nghĩ. Buồn không hả trống? Trong những ngày hè, bọn mình đi vắng, chỉ còn tiếng ve. Cái trống lặng im, nghiêng đầu trên giá. Chắc thấy chúng em, nó mừng vui quá. Kìa, trống đang gọi. Tùng 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 tùng. Vào năm học mới, giọng vang tưng bừng. Các con vừa lắng nghe cô đọc mẫu bài tập đọc Cái trống trường em của nhà thơ Thanh Hào. Các con hãy cho cô biết bài tập đọc này được chia thành mấy khổ thơ? À đúng rồi, bài tập đọc này được chia thành 4 khổ thơ. Các con quan sát. 4 khổ thơ, mỗi khổ thơ có 4 câu và mỗi câu có 4 chữ. Trong bài có một số từ ngữ khó đọc, dễ phát âm nhầm. Cô đã dùng các dấu gạch ngang để gạch chân dưới những từ ấy. Bây giờ, các con hãy lắng nghe cô đọc và đọc theo cô nhé. Ngẫm nghĩ. Ngẫm nghĩ. Lặng im. Lặng im. Tưng bừng. Tưng bừng. Bây giờ các con hãy đọc lại bài tập đọc Cái trống trường em một lần nữa nhé. Trong bài có một số từ ngữ mà cô trò chúng mình cần giải nghĩa. Từ đầu tiên đó là từ ngẫm nghĩ. Theo các con, ngẫm nghĩ nghĩa là gì nào? À đúng rồi, ngẫm nghĩ nghĩa là suy nghĩ kỹ. Khi các con gặp một bài toán khó, các con cần ngẫm nghĩ, tức là cần suy nghĩ kỹ để đưa ra cách làm bài toán đó. Giá trống. Giá trống là cái khung để đặt trống. À, ở đây cô có đưa ra hình ảnh ở trong bài. Các con nhìn thấy đây là cái giá trống, là cái khung để đặt chiếc trống lên. Các con đã hình dung ra chưa nào? Để tìm hiểu kỹ hơn bài tập đọc ngày hôm nay thì bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau bước vào phần đọc hiểu các con nhé. Câu 1. Bài thơ là lời của ai? À đúng rồi, bài thơ là lời của một bạn học sinh nói với trống trường. Câu 2. Ở khổ thơ 2, bạn học sinh xưng hô, trò chuyện thân mật như thế nào với cái trống trường? Để trả lời được câu hỏi này, thì các con hãy đọc lại khổ thơ 2 nhé. Buồn không hả trống? Trong những ngày hè, bọn mình đi vắng,
chỉ còn tiếng ve. Như vậy, sau khi đọc khổ thơ hai, chúng ta thấy bạn nói với trống trường như nói với một người bạn thân thiết, xưng là bọn mình và hỏi rất thân ái, buồn không hả trống? Câu 3. Qua bài thơ, em thấy tình cảm của bạn học sinh với cả trống trường, với ngôi trường thế nào? À, qua bài thơ chúng mình thấy được bạn học sinh yêu quý, gắn bó với cái trống trường. Bạn yêu quý cái trống trường vì yêu trường, yêu lớp. Bạn học sinh cũng cảm thấy rất vui khi năm học mới bắt đầu. Bạn được trở lại trường, gặp lại cái trống, gặp lại bạn bè và gặp lại thầy cô. Cô tin chắc rằng đây cũng chính là tình cảm đặc biệt của rất nhiều học sinh chúng ta đối với cái trống trường, đối với ngôi trường. Mỗi học sinh chúng ta đều rất yêu quý ngôi trường, thầy cô, bạn bè, bởi vì ngôi trường chính là ngôi nhà thứ hai của học sinh chúng mình. Vậy, bài thơ đã giúp con hiểu được điều gì? À, bài thơ nói lên tình cảm thân ái, gắn bó của bạn học sinh với cả trống trường sau những ngày hè gặp lại. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập các con nhé. Bài 1. Hãy sắp xếp các từ ngữ chỉ hoạt động, cảm xúc của nhân vật chống vào ô thích hợp. Các con quan sát, đây là những bông hoa. Mỗi bông hoa có một từ ngữ chỉ hoạt động hoặc chỉ cảm xúc của nhân vật chống. Bài cho chúng ta một bảng. Bảng này có các câu hỏi. Câu hỏi, cái trống làm gì? Hay chỉ hoạt động của cái trống? Câu hỏi thứ hai, cái trống thế nào? Hay chỉ cảm xúc của cái trống? Cái trống làm gì vào mùa hè? Cái trống thế nào vào mùa hè? Cái trống làm gì vào năm học mới? Cái trống thế nào vào năm học mới? À, đề bài còn lấy cho chúng ta một ví dụ mẫu. Vào mùa hè thì từ chỉ hoạt động của cái trống đó là từ ngẫm nghĩ. Như vậy, để làm được bài tập này thì các con hãy đọc những từ ngữ, đối chiếu những từ ngữ ấy nằm ở khổ thơ nào để biết được từ ngữ đó nói về hoạt động hay cảm xúc của cái trống. Vào mùa hè hay vào năm học mới? Các con chú ý, hai khổ thơ đầu nói về cái trống vào kỳ nghỉ hè. Hai khổ thơ cuối nói về cái trống khi bước vào năm học mới. Dựa trên yêu cầu của đề bài, dựa vào mẫu mà đề bài hướng dẫn, dựa vào những lưu ý của cô, các con hãy thực hành bài tập này nhé. Các con đã hoàn thành xong bài chưa? Cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chữa bài nhé. Vào mùa hè, cái trống làm gì? À, vào mùa hè, hoạt động của trống đó là nghỉ, nằm, ngẫm nghĩ. Vào mùa hè, cảm xúc, cái trống thế nào? À, vào mùa hè, cảm xúc của trống là buồn. Vào năm học mới, cái trống làm gì? À, những từ chỉ hoạt động của cái trống vào năm học mới đó là nghiêng đầu, thấy, gọi. Vào năm học mới, cái trống thế nào? À, những từ chỉ cảm xúc của cái trống vào năm học mới đó là từ mừng vui. Bài 2. Tìm các từ ngữ. A. Nói về tình cảm, cảm xúc của em khi bước vào năm học mới. Ví dụ, từ vui. Vậy, ngoài từ vui ra, thì các con có thể tìm những tình từ ngữ chỉ tình cảm, cảm xúc của con khi bước vào năm học mới. Đó là những từ ngữ nào nhỉ? À, đúng rồi. Đó là những từ háo hức,
náo nức, hớn hở, rạo rực. Tìm các từ ngữ nói về hoạt động của em trong năm học mới. Ví dụ, từ học tập. Ngoài từ học tập ra, con còn biết những từ ngữ nào nói về hoạt động của học sinh trong năm học mới? À, đó là những từ mua sách vở, đến trường, đi học, đọc bài, viết chữ, nghe giảng, nghe kể chuyện. Ở trường có rất nhiều những hoạt động bổ ích khác nữa, phải không nào? Các con học sinh thân mến, cô trò chúng mình vừa tìm hiểu bài tập đọc Cái trống trường em. Qua bài học, chúng ta thấy được tình cảm thân ái, gắn bó của bạn học sinh với cái trống trường sau những ngày hè gặp lại. Qua bài học, các con cũng đã nhận diện được đúng các từ ngữ chỉ hoạt động, chỉ tình cảm, cảm xúc. Cô cũng đã giúp các con trả lời đúng những câu hỏi về hoạt động với từ để hỏi là từ làm gì, và các câu hỏi về tình cảm, cảm xúc với từ để hỏi là thế nào. Về nhà, các con hãy luyện đọc lại bài tập đọc Cái trống trường em cho ông, bà, bố, mẹ cùng nghe nhé. Cô chúc các con đọc tốt. Cô chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.